nhân dịp mừng sinh nhật thầy giáo Trần Văn Vương tuổi 79, học sinh cũ của thầy là Cao Thị Nghiên, khi đó thầy chủ nhiệm lớp 7/10 khóa học 1968. Cuối cấp 2, chia tay thầy, tới nay chưa lần gặp lại. Nay qua trang Facebook em đã tìm được thầy. Thầy là người tuyệt vời, đã dạy dỗ và hướng nghiệp cho chúng em vào đời. Mừng sinh nhật thầy, em viết tặng thầy bài thơ làm món quà tri ân sau nhiều năm xa cách. Mong thầy đón nhận. Kính chúc thầy cô và đại gia đình luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, muôn điều tốt đẹp nhất. Bài thơ chúc mừng sinh nhật thầy 79 mùa hoa phượng, tác giả Cao Thị Nghiên, diễn ngâm Mạnh Hùng. Chúc mừng ngày sinh nhật thầy, tháng năm phượng vĩ đỏ cây bên đường. Quê hương biết mấy thân thương, tình thầy nghĩa bạn vân vương. Vào đời kiến thức thầy trao, những lời thầy dạy làm sao phai mờ. Tuổi trẻ đất nước mong chờ, con đường tri thức giấc mơ trưởng thành. Ngày tháng trôi đi quá nhanh, hơn nửa thế kỷ tóc xanh phai màu. Cuối đời thầy trò gặp nhau cũng nhờ Facebook bắc cầu thân thương. Dù đi trăm ngả muôn phương, cơm cha áo mẹ ngàn thương chữ thầy. Nghĩa tình mãi mãi đong đầy, cả đời tạc dạ lòng này khắc ghi. Hè về lại đến mùa thi, nhớ về kỷ niệm những gì đã qua. Trường xưa rợp đỏ phượng hoa, rưng rưng mắt lệ thâm nhòa lời. Chúc thầy đẹp mãi ước mơ, sức khỏe mạnh mẽ để chờ bách niên. Cô thầy đẹp mãi như tiên, con cháu thành đạt đoàn viên vui vẻ. Dòng tộc phú quý phát tài, an khang thịnh vượng ở lai rai. Chúc thầy
tuổi già thành thơ. Đôi chân vạn dặm cho đời thanh thang.